hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân Dreamer đồng hành cùng BBT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể. BBT, nâng tầm con người Việt Nam. Alo, xin chào mừng các bạn. Duy đang đứng trước cái phòng vệ sinh nữ Lady. Và hôm nay Duy sẽ làm một nhiệm vụ đột kích táo bạo vô trong toilet nữ của TH Hoạt động Quận 9. Có đó có gì trong này? Tại sao Duy đột kích như vậy? Tại vì trong toilet nữ á, nó có một nơi rất là sung sướng, một nơi rất là đã, một nơi mà làm cho đàn ông nó thèm khát. Đó là gì bạn biết không? Đó là cái phòng sauna của nữ. Nó được làm bằng công nghệ xông hơi hồng ngoại. Nói thiệt với bạn, nhỏ lớn chưa nghe nói thôi, chưa biết sauna hồng ngoại nó là gì trơn cái trội đó. Đó, cái sauna hồng ngoại nó có trong mấy spa đó mấy bạn. Mấy cái spa đó vô xông hơi đẹp da này nọ, chống lão hóa, độc tế bào chết, đồ ABC các kiểu. Duy á thì có nhiều cái trung tâm sauna hồng ngoại rồi, nhưng mà của nữ à, không có vô được, khó lắm vô, tao biết tao bóc phốt. Hôm nay là lợi dụng tình hình là giờ là nữ cũng ít ra vô, nên anh sẽ vô trong khóa trái cửa luôn. Đó, xong anh thao quẩy trong đó, chia sẻ các em trong toilet nữ của THOL có những cái hàng hot khô mực, khô bò gì không? Vô. Đây. Đây đây, mở cửa vô nha. Đó. Đó 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 đó. Vô. Vô lẹ lẹ mấy em quay phim, vô lẹ lẹ. Đó, đằng sau lưng mấy em quay phim là cái tủ để đồ. Cái tủ để đồ á mấy em, cái tủ mà treo đầm, treo váy á. Thường thường á, treo đầm, treo váy ở trong nó sẽ có hàng hot. Đúng không? Chúng ta cùng nhau mở cửa ra. Treo đồ, treo váy. Ủa không có gì trơn vậy? Này đi. Có cái móc thôi. Không có gì trơn. Chưa có khô mực. Cái này là tủ locker bình thường thôi nha mấy em. Chết mẹ, có khách tập. Có khách hay sao mà khóa cửa nữa ba. Ê, tụi mày ngoài cánh cửa đàng hoàng nha. Đây nữa nè. Đó, locker cho nữ đẹp không. Xong mình vô mình phá. Mình tắt điện cái. Vĩ à. Đây, woman. Thiết kế nó khá là sang trọng, đẳng cấp. Nhìn cái kiến nó rất là ấm màu mấy bạn. Nhìn nó sang, nó đẳng cấp châu Âu chưa? Đó. Vô. Ê, có cái lỗ, có cái lỗ. À, thấy mọi người. Cái lỗ này được cái nha. Vô, vô, vô mấy em. Lại đi. Đi quay lén mà còn lâu nữa, nhanh. Không ai cho vậy. Quỷ khô lơ, khô lơ. Bàn trang điểm này nọ. Vô đây, vô đây. Rồi. Thiên đường đã đến mấy em. Thiên đường đã đến. Thôi mấy em đi quay beauty đi, anh vô anh hưởng đây. Chỉnh nó lên rõ rồi đi em. Vô hưởng nha.
chưa? Tay dành lòng yêu em bằng tất cả đời thành công trên vô ngã tình giấy. Ôi tấm cơm cả đất, tấm cơm cả trời, nhưng mà sao em ơi không âm nào ý có đề một con người. Mà làm gì? Nói chung á thì cái sauna hồng ngoại này á thì Duy có thể ngủ đó cả ngày. Các bạn, Duy có thể ngủ trong cái phòng sauna hồng ngoại cả ngày. Tại vì cường độ nóng của nó đó, nó không có gắt như là cái sauna của đàn ông. Mà cái sauna là để giúp cho phụ nữ là thứ nhất là ra mồ hôi, thứ hai là thanh lọc cơ thể, thứ ba là coi như là tẩy tế bào chết, ABC các kiểu là đều. Nó tóm lại á thì cái màn mục đích của Duy cũng chỉ trải nghiệm coi cái sauna mà ngoại là nó có đã không, nó có phê không. Thì đàn ông á thì các bạn có thể là cảm thấy cái cường độ nó không có cao, tại vì á thật sự á mà bây giờ nó mới có năm mấy độ mà. Năm mấy độ bây giờ ngồi đợi chờ 60 độ thì nó hơi lâu đi ra đó, chứ mà như nó có thể ngủ một ngày trong đó. Nhưng mà 60 độ nóng thấy mẹ luôn, 60 độ nên thôi bây giờ Duy chuẩn bị Duy quay tiếp. Nãy giờ Duy làm cái đồ đột kích là Duy giả bộ thôi, chứ ở ngoài có 4-5 vệ sĩ nó canh cửa không cho con gái vô luôn. Bây giờ con gái là phải qua toilet nam nên sẽ có những cái không biết có biến cố trong châu tinh trì chúng ta chuyên gia sao quyệt. Thôi quay tao làm gì, vô quay quảng cáo mạnh cái phòng sauna đi bà. Đó, bây giờ em vô cái chỉnh là nhiệt độ mở lên cho nó rực cái hồng ngoại lên, nó đỏ đỏ đó, quay nó đẹp nha. Xong rồi lên trên lầu quay máy 300-400 triệu cho với anh nha. Hay thì mua súp đi ba, giàu nghèo mẹ gì, lai xe là đương nhiên rồi, có chùa hoài 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.